bây giờ chưa chưa thử cái chế độ lùi, nếu mà lùi thì màn hình nó báo như nào? À, màn hình đây ạ, nó sẽ có camera lùi này, 360 ạ. Nó như xe kia rồi. Đây ạ. À, cam lùi đằng sau đây ạ. Cam lùi đằng rồi. Đằng trước thế đây thì ạ. Số lùi là đâu? Số lùi là dặn giờ này ạ. À, một khác mỗi cái cam lùi đấy đúng không? Vâng, còn nó có thể hiển thị cả 3D luôn, anh xem một toàn cảnh ngoài luôn. À. Rồi, nét, ok. Rất nét luôn. À, rồi rồi. Anh sẽ đạp chân phanh và anh ấn nút mở máy này ạ. Ấn vào đây ạ. Rồi lên rồi ạ. Hiện tại là đang đã khởi động máy. Thì anh vặn sang phải là lên nút D là đi. Anh vặn cái này núm vặn sang phải. Rồi, rồi đấy. Được rồi. Bây giờ chưa thử cái chế độ lùi, nếu mà lùi thì màn hình nó báo như nào? À, màn hình đây ạ, nó sẽ có camera lùi này, 360 ạ. Nó như xe kia rồi. Đây ạ. À, cam lùi đằng sau đây ạ. Cam lùi đằng rồi. Đằng trước thế đây thì ạ. Số lùi là đâu? Số lùi là dặn giờ này ạ. À, một khác mỗi cái cam lùi đấy đúng không? Vâng, còn nó có thể hiển thị cả 3D luôn, anh xem một toàn cảnh ngoài luôn. À, rồi nét, ok. Rất nét luôn. À, rồi đây. Rồi. Nhưng mà xe này có bạn gái chở là chết đấy. Rồi, anh bạn sang đây đi ạ. Rồi, anh nhả chân phanh dần dần. Hãng nó phải nghiên cứu cái vụ gì. Anh em hiểu không? Mấy ông chở bạn gái về nổ là gây gò à. Ra đây mình sẽ rẽ phải anh nhé. Rồi. Cung đường mình đi từ đây xuống cây xăng kia xong mình quay lại ạ. Đến cây xăng thì anh đổ ca cho người anh lên nhé. Cây xăng ở dưới ấy ạ? Dạ, vâng. Rồi, ok. Tại thì anh đang lái ở chế độ tiết kiệm. Bên em là nó có 3 chế độ lái. À. Thì khi anh muốn chuyển đổi chế độ lái thì anh nó nút mốt này. À thế ạ. Vâng. Là nó như thế nào? Thì anh ấn thử đi ạ. Anh ấn. Đấy nó đang nhảy trên màn hình báo là chế độ là thoải mái. À. Thì nên chế độ này sẽ anh lái cho nó êm ái hơn. Chế độ tiết kiệm thì khi mà anh nhả cái chân ga ra thì nó sẽ thu hồi là nạp điện lại pin cho anh, cho nên nó sẽ có độ giật lại. À. Ừ. Anh cứ trải nghiệm đoạn này đi rồi em cho anh chế độ thể thao cảm nhận qua cái đoạn này đi ạ. Vâng. Cái màn hình này thì nó giống như cái điện thoại smartphone của mình ấy, nó thông minh như vậy. Ngoài nó thông minh ra như vậy thì nó có một tính năng, tức là điều khiển nó giọng nói, nó trợ lý ảo. Thì mình có thể điều khiển, ví dụ em điều khiển cho anh xem. Hay VinFast. Tăng quạt gió điều hòa. Anh vẫn nóng. Giảm quạt gió về mức 3. Để đạt quạt gió mức 3. Thời tiết hôm nay bao nhiêu độ? Dự báo biển hải hậu hay thời tiết. Đấy, hiện tại đang chế độ thoải mái. Anh ấn vào đây sẽ chế độ thể thao này. Cảm nhận này. Bình ga lên. Độ này sẽ lái bốc hơn. Đấy, lái sẽ cứng lại. Giờ cái xe chạy thử rồi phải bán lại đấy chứ đồng 10 trí rồi. À không, cái xe này là xe của anh sếp của em. Tức là anh đặt ở những giờ phút giây đầu tiên của VinFast thì bây giờ anh em mình có cái xe này trải nghiệm. Nhưng thực tế các tỉnh khác cũng chưa có xe để lái thử đâu anh ạ. Thường là bán rẻ rồi 300 bọn đứa giả tiền đánh luôn về. Không. Cái này bây giờ bán thử rồi. Vâng, bây giờ các anh em mà nếu mà đã lấy xe rồi bán nó giá nó cao rất nhiều ạ. Tại vì chưa có xe nào. Chết. Mà nông dân chúng ta đi chết. Đấy là không có xe, còn đặt anh lấy thêm vụ lúa nữa sao chết. Các anh hôm nay là khách của bạn nào đây? Hả? Các anh hôm nay là khách của bạn tư vấn nào mà các anh đến đây đi ạ? Không biết tên, chỉ thấy các bạn điện cho tớ. Chúng tớ nhận lên trên đấy, trên chỗ
Bên Phan Nam Định nhỉ? À, trước đây anh lần thiết là các bạn chăm sóc khách hàng. Bên đây là quay đây đúng không? Vâng, anh quay đây xong rồi đổi ca cho máy khác lên nhé. Ok. Dừng để anh ấn P, ấn P này. Ấn hết là được ạ. Không được rồi đấy. Ấn P là nó tự mở ra. Nó chốt. Đấy là nó cảnh báo điểm mù đấy. Có xe vượt là nó báo này. Nếu nào đi thì xe ấy chả đi đâu vào gì. Cái cánh của nó. Xe nào cơ ạ? Xe của anh Lan. Cái cánh của nó này. Kinh khủng rồi. Anh phát ra an toàn rồi. Phát ra an toàn. Chân anh hơi dài cho anh phải điều chỉnh chắc để nó xa tí này. Đi nó anh điều chỉnh sao nó cảm thấy thoải mái anh ơi. Anh vào. Xe nó cảm giác nó đầm. Thì anh sẽ vặn sang phải. Nó chắc xe. Lại này sang phải đến D. Đi. Anh ấy cảm giác nó rút xe. Rồi. Đây nó sẽ báo cái này nhỉ. Hạ phanh tay xuống ạ. Rồi, đi chuyển đi. Để cho anh từ trường tiết kiệm trước. Tùng mua này đi dạy học được thì không nhỉ? Nó phải mưa gió. Từ nhà vào trường. Anh đang lái chế độ tiết kiệm anh nhé. Anh muốn điều chỉnh cái nút mốt này để điều chỉnh cái chế độ lái. Chế độ thoải mái này, có cả định ạ. Còn đây là chế độ thể thao này. Thể thao thì nó tốn pin hơn đúng không? Dạ vâng, mình đi bốc hơn mà, cho nên sẽ tốn pin hơn này. Cái này chỉ cần khi vượt xe mình đưa lên thể thao thôi. À không cần ạ, anh đang ở chế độ tiết kiệm nhá. Anh đạp phát là nó díu vượt luôn ạ. Cái xe này nó không như xe. Ra tốc nhanh lắm anh ạ. Bình thường nhấn chân vào nó là đây nha, ví dụ em để chế độ tiết kiệm này, anh cứ đạp cho anh xem, đạp mạnh lên. Ra đây, nó cũng nhanh lắm. Nó không có độ trễ gì không? Nó không giống xe xăng, nó sẽ đốt bằng một bộ máy, trễ hơn. Đi đây cần nhiều đường trong đấy thì được. Đấy là mình ngồi như thế này là 5 người đấy, nghe chưa? Vâng, đúng rồi, nó nặng hơn. Cái cảm thấy xe rất là trên nó đầm anh ơi, nó đầm bởi vì đầm nó nặng anh ạ. Con này của em nặng 1,5 tấn cơ. Nó nặng ở cái bộ bi. Anh mà mua cái cầu sang nhà anh gửi mua cầu. Mẹ nó gửi mà em ạ. Thế thì anh đổ bê tông nó mỏng. Vậy không được. Tiền mua xe thì nó tiền đầm cầu đấy. Chết. Nó chỉ cho xe 1,2 tấn đi mà bây giờ 1,5 tấn là mà. Anh quay đầu đây nhá để đổ cho anh khác lái nhá. Cái dừng đây rồi đâu. Anh dừng đây cho anh coi nào. Anh ấn vào P. Ấn xuống. Ấn. Đấy. Cái canh nó mở nó nặng nhỉ. Chắc lịch luôn. Đó nó chắc lịch luôn. Thì chạy là hết pin thì là sao? Hết hệ sạc anh, thoải mái đi ạ. Hết pin nữa 5 anh em mình đun rồi được. Cũng có phiền đâu. Còn 46% mà anh, thoải mái. Anh điều chỉnh trên phanh cô được. Rồi. Anh bạn xong phải đi ạ. Đây đúng không? Vâng, bạn xong phải. Ok. D rồi, nó hiện này, trên màn hình nó cũng hiện rồi, là được. Được chưa? D chưa? Vâng, anh hạ cái tay xuống này. Thế nên chúng ta phải làm quy hoạch cho nó phù hợp là một. Biết đồng thời chúng ta phải khẳng định tính chất pháp lý của nó. Theo đúng quy hoạch đấy, chấp nhận của xin ai cả. Lái ngon hơn cái xe. Đấy, ngon hơn VinFast hôm nào đúng không? Càng ngày nó càng khác chứ anh. Mỗi ngày nó tân tiến lên. Vô năng để đồng lương béo.
kiểu dáng nó vậy đấy ạ. Ông nhiều này dễ này đâu. Này ngon. Biết là nó không có độ trễ khi mà mình tăng tốc là nó không có cái độ nì, mình cảm tưởng nó rút xe luôn. Mình đá phát nó lên luôn. Đấy, đang ở trên tốc độ kiện thì anh nhả cái chân ga ra thì nó sẽ hồi lại điện và pin cho anh. Cho nên nó báo này, đấy, cái đèn này đi gần này. Đấy, mình đạp thì nó xả lên, nó báo đèn lên, xả lên, nó power đấy. Đấy là chế độ tiết kiệm năng lượng như vậy. Còn chế độ thoải mái thì nó sẽ không có cái lùi như vậy nữa. Nó chỉ xả thôi. Cái này là, đây là chạy thoải mái rồi đấy. Nhấn vào đây, vâng. Không nhấn nhưng mà hát được không? Rồi, đấy là thể thao. Đồng tốc ạ? Ừ. Em không hiểu ấy. Anh Hậu chạy đi. Ôi, cứ đi đi, đi về luôn đi. Anh lên làm tí. Ngồi về là hiểu rồi. Làm đi. Ngồi về là được rồi. Cảm giác thế nào? Nó đầm. Sướng lắm anh ạ? Êm. Nái thì sướng. Cảm giác sướng. Như cái này, cái Uyên nó đi thì tốt lắm. Cái này nái hay hơn cái xe nào ấy. Hay hơn cái VinFast kìa cả. Anh đang đi con nào ạ? Con Fadin. Thì chắc chắn rồi. Tiền nó hơn thì nó phải hơn rồi. Con này thì nó rộng rãi hơn con đấy nhiều. Không, nái thì khác nhau nhiều. Nái con Fadin kia thứ nhất là cái nó có giả là cái cháu đi con gái là cái bóp còi rất là khó. Nó phải bỏ tay mới bóp được còi vì nặng quá. Em hiểu không? Vâng ạ. Đứng ở đây này nó cứ phải nhấc tay ra vậy nó gì. Không như tôi có thể nái quen rồi tôi đây này. Anh em mình toàn dùng cái chỗ này đúng không? Đấy, em hiểu không? Mà con gái nó nái là nó rất là khó. Hai tay nó yếu. Cái vô năng này nó không được nó không được được cái độ chính xác tuyệt đối như cái này. Vì anh lái nhiều xe anh biết mà. Vâng, con này thì dễ lái, con gái lái thì sướng. Tí nữa đến kia mấy xuống luôn rồi mấy anh em về đây.